Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Minecraft Invasion. Mọi người có thấy mình không? Mình tàn hình rồi nha, chỉ còn bộ áo giáp đứng đó mà thôi. Ghê chưa? Và lần này bộ áo giáp được gắn cây kiếm nữa. Điều đó rất là thú vị, cho nên chúng ta chịu khó đứng núp mà sao vậy nè, đó, không ai thấy mình đâu nha, cứ tưởng mình là bộ áo giáp thôi à, nhưng mà không có, chúng ta đứng ngoài sao đó. Trong tập trước chúng ta đã đi vòng vòng để kiếm thêm đồ, thì cái công việc kiếm đồ càng ngày càng khó khăn, bởi vì quái càng ngày càng mạnh, nó phải có Draconic Evolution ở trong này mới được, như vậy chúng ta mới đủ khả năng chơi với tụi quái, chứ mấy món đồ trong này hả, yếu quá, nói chung là đồ quá yếu. Giờ bắt đầu kêu ca rên rỉ, nói chung mình không có thích cái việc mà đồ quá yếu trong khi quái lại càng lúc quá mạnh. Nghĩ sao chúng ta không có được cái gì đó tăng máu, tăng gì hết trơn đó. Tuy là có nhưng mà nó mất rất là nhiều thời gian thì bạn mới có thể nâng được sức mạnh của bản thân lên. Ở trong này có nè, nếu bạn nào chịu khó làm cuốn Facebook này thì vô phần này. Ở trong nó sẽ có những thứ để giúp bạn mạnh mẽ hơn, nhưng mà khó lắm, nó không phải đơn giản. Giờ ví dụ như bạn không có được một nơi ở thoải mái, bạn bị tấn công suốt ngày suốt đêm, đố bạn có thể làm được những cái vấn đề đó đó. Giờ chúng ta hãy nhảy lên bộ giáp cái coi. Cái bộ giáp này là của Vanilla Minecraft nè, cái chân để áo giáp á. Thì hồi trước chúng ta sử dụng cái của thằng Paleocraft hay cái gì đó, mình để cục redstone ở dưới ship phải chuột cái đổi nguyên bộ sướng lắm, còn này làm được. Thấy ghét, chỉ để đó thôi và để chân luôn. Rốt cuộc áo giáp này để chân chừng nào ra đường rồi thấy bận. Chỉ mang có đôi dài này thôi, để nhảy lên nhảy xuống cho không mất máu, nhảy cao cho nó vui. Và trong ngày hôm nay, mình muốn chúng ta làm thêm một món để có thể sản xuất điện năng vào ban đêm. Đó chính là Environmental Tag. Coi liền. Environmental. Rồi xong. ET Lunar. Nó đây. Đối với công thức của thằng Lunar Panel Controller, ta sẽ cần phải có Mica, Lapis và Lunar Cell. Lunar Cell thì cần Lunar Vortex Cell và Mica. Cái gì cũng có Mica đó. Nhưng mà cái cell này sẽ cần phải có những thứ này. Trước tiên là Mica. Chính mấy cái Mica. Vậy Rose Red thì sao? 23 cái. Đào đâu ra Rose Red? Đây là lúc mấy cái Beetroot tỏa sáng. Lấy nó xuống. Mình sẽ cần phải có... Vô đây đi. Chuyển thành Rose Red. Giờ chưa biết mình cần chính xác là bao nhiêu. Nhưng mà mình sẽ làm trước như đây. Để chúng ta cất vào trong hệ thống. Cất vào. Giờ mình sẽ cần phải cung cấp thêm nước cho cái distillation. Nó đây, dục nó ra. Đây là cái vat nó sẽ làm nutrient distillation. Chúng ta sẽ cần phải hủy cái đầu này. Không cho nó chuyển nước thành dòng lập. Chuyển qua đây. Rồi thằng này nó sẽ hút nước từ phía trên xuống. Bắt đầu hoạt động. Nó sẽ làm nutrient distillation cho mình. Ok. Và chúng ta có lapis không? Có. Có này là khó không? Có. Có cát không? Có. Rồi có thêm một cái nữa là pulvus. Mình coi rất là nhiều công thức để có thể nhân lên nhiều khoáng sản. Thì pulvus là cái tốt nhất. Chúng ta sẽ lấy cái này bỏ vào đây. Chuyển sang 48 cái. 51 hả? Vậy phải lấy thêm rồi. Chúng ta sẽ phải lấy thêm. Rồi ta sẽ đặt cái pulvus xuống ngay tại đây. Mở nó lên. Bỏ nether cord vào và bỏ vào đây. Khi bỏ vào pulvus, nó sẽ là 1 được 3. Ta hãy coi nha. 1 được 3 nha. 1 được 3 nè. Đó. Còn nếu bỏ vào sát mill thì 1 được 2. Ít hơn rất là nhiều. Bỏ vào đó làm gì? Giờ cái thằng lapis thì bỏ vào đâu cũng 1 được 8 hết trơn hết á. Bỏ chổng cho nhanh. Chúng ta cần có thêm vàng. Vàng 17 cái. Vàng ở đây nữa là được 19 cái. Thêm đây nữa mình sẽ có được là bao nhiêu cái? Chúng ta nhân đôi này lên là 20, 39. À chết chưa? Chưa đủ. À, giờ chúng ta còn vàng không? Còn cái này vàng, còn cái này vàng. Giờ mình sẽ lấy thêm cả copper. Copper. Giờ kiểm tra bên này cái coi. Giờ còn nether cord ở chỗng không? Chúng ta hãy chuẩn bị trước đi rồi chế tạo một lượt luôn cho nó khỏe. Fill cord class, black cord này nọ.
Mấy cái này chúng ta chuyển thành nether quartz được hết. Nấu luôn thành nether quartz. Xác mill ra. Bên này đang làm nether quartz, có thêm nether quartz. Và ta hãy lấy cái cây kèm xuống, cắt cái này ra để chúng ta được gold piece và chuyển nó thành gold chunk. Tuyệt vời. Gold chunk chúng ta đem xác mill ra một cái. Chạy cưng ơi. Chờ xíu nha. Phải tự nhiên tháo mất cái double layer ra làm gì cho nó chạy chậm vậy, còn tốn thêm điện nữa. Thiệt là tình. Giờ mình sẽ ăn uống một cái coi. Ta lấy cái can opener ra. Cho tôi ăn uống phát coi. Ăn cho no bụng. Rồi làm việc tiếp. Cất vào trong này. Bữa nào xong? Bữa nào xong thì lên tiếng. Để biết chạy tới, gắn độ vô thêm. Rồi bên này xong chưa? Bên này xong rồi. Khoan đi. Cái này nên để cái thằng này vô trước. Và chúng ta sẽ có được mấy em này. Giờ coi này nha. Nó sẽ có tỷ lệ rớt ra. Go. Và chưa thấy. Cho tôi vàng coi. Vàng đó. Đó, có tỷ lệ rớt ra vàng mà sao không có được. Và nó có tỷ lệ 1 vàng 12%. Chà, 12% hả? 12% đủ không ta? 12% đủ số lượng vàng chúng ta cần không đây? Nhanh lên. 41. 48 lận. 42 à. Chết chưa? Cho thêm vàng coi. Không có vàng hả? Kỳ này xui nha. Không có vàng thiệt luôn á. Còn thứ gì chúng ta gom góp được thành vàng không ta? Go. Rồi mình coi thử mấy cái ọt coi. Mấy cái ọt ví dụ như là carbon, iron, sắt nè. Sắt này có thể chuyển xuống đây đem đi xác mill. Nó không liên quan tới vàng hết trơn hết á. Chỉ có copper thôi. Copper nó mới ra được vàng. Và 4 vàng. Quá ít. Không đủ. Không. 4 vàng là thiếu rồi. Thiếu 3 cục. Chết chưa. Thiếu vàng. Thiếu vàng rồi. 6 giờ. Không lẽ chạy đi kiếm ta. Giờ chạy đi đâu đây. Tự nhiên ra copper cũng như không à. Tôi cần có thêm vàng. Giờ vàng từ đây. Từ đồ. Và từ gold ork. Water strainer. Mình chưa gắn water strainer lên nữa. Bởi vì mình chưa có qua bên kia được. Đủ không ta? Chắc là không đủ quá à. Thiệt là tình. Tự nhiên bây giờ lại thiếu vàng. Iron chưa cần tới đâu. Cất cái đó vô. Và ta sẽ để cái này lên đây. Rồi em này nhanh lên. 43. Ủa, đủ hả? Ây mừng quá. Hồi nãy tính lộn hay sao ta? Năm mấy cục luôn. Không đủ nữa thôi luôn á. Giờ mình sẽ chuyển hết một stack này trở thành clear glass. Tốt. Tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chế tạo những thứ đầu tiên. Nhìn vào công thức thì nó cần có Lunar Vortex Cell. Công thức này chúng ta sẽ bấm. Mình cần 75 cái. 75 cái đúng không? 75 hả? Chúng ta cần 25 cái này lận. Mình đã qua bên Testware á, để kiểm tra thử coi thằng này nó hoạt động như thế nào. Thì ta chỉ cần Structure Block Tier 1 và 25 cái Photo Vortex. Ê, Lunar Vortex Cell. Thì 25. Vậy phải làm thêm rồi. Chưa có đủ đâu. Trong này chỉ còn có 2 cái Nether Quartz. Lấy thêm Nether Quartz. Giờ ta làm trước cái này đi. 75 đúng không? Nhiều rồi. Giờ lấy cái này thêm 11 nữa. Là đủ 75 nè. Bấm công thức này. Bang. 15 cái. Hết clear glass. Chắc luôn. Thấy chưa, tôi nói đúng mà. Giờ phải làm thêm clear glass thôi. Đi qua lấy clear glass 84 cái đã có. Và bấm công thức. Bang một lần nữa. 25 cái. Nhưng mà ta lại phải làm thêm 3 cái nữa. 1, 2, 3. Để chúng ta sẽ làm được cái controller từ đây. Ta còn thiếu lapis. Nó đây. Lapis đã tới đây. 1, 2, 3 và 4.
lấy xuống. Cất cái này vô luôn. Để ta bấm công thức của em này. Rồi đó, những bước chuẩn bị sắp xong rồi. Giờ tới lượt cái này. Cái này là bao nhiêu cục ta? 24 cục. 24 cục Alabaster Structure Block Tier 1. 24. Cất đi. Giờ thứ quan trọng hơn nữa là modifier core thì sẽ cần phải có sắt. Sắt chúng ta sẽ có 4 cái. Lấy xuống. Mình nâng nó lên thành piezo không ta? Piezo là khi trời mưa nó sẽ sản xuất điện năng. Công thức này không khó nhưng cần nhiều sắt. Nó sẽ cần phải có hơn số lượng sắt mình có luôn. Ghê thiệt. Chúng ta không có đủ sắt để nâng cấp. Mình muốn làm hết lượt 4 cái cũng được. Mà còn không làm thì thôi. Nói chung là vậy. Rồi không làm thì không làm vậy thôi. Và ta sẽ cần phải mượn đỡ cái thang. Chuẩn bị leo lên. Có cái capacitor bank nào ở đây hay không? Lấy cái coi capacitor bank. Đây là cấp độ ở giữa. Leo lên trên cái thằng colossal chest. Leo lên chưa? Nhảy lên cái coi. Lấy cái này ra. Mình sẽ để cho nó ở giữa luôn. Đây là ở giữa cái colossal chest. Uh-oh. 2, 3, 4. Cứ kéo ra giữa trước đi. Rồi nhìn cái đoạn ở giữa ở đâu chúng ta gắn xuống. Theo như mình thấy thì đoạn ở giữa là ở đây. Lấy cái cây assembler ra liền. Xong. Nó đã ở giữa. Và gắn cái này xuống. Tháo hết. Ây da. Tháo hết. Tháo luôn. Bắt đầu ráp ráp. Giờ lụm mấy cái này lên cái đã. Rồi lắp ráp. Chắc chắn là đủ nha các bạn. Bởi vì mình đã test bên testware rồi. Đủ rồi kìa. Và còn thiếu modifier core. Thiệt tình chắc chắn cái gì mà kỳ vậy. Modifier core. Đó. Và đang sản xuất điện năng kìa. Cắm vô. Bao nhiêu RF per tick? Sản xuất được 400 RF per tick. Tiếp tục. Mặt trăng đâu? Mặt trăng mới lên hay mặt trăng lên cao chưa? Mặt trăng lên cao rồi. Được 400 RF per tick. Cũng tạm tạm. Bên kia là 640 thì thằng này được 400. Mà nó hơi kỳ kỳ. Tại vì trong testware mình thử á, khi chúng ta lắp nguyên cái này lên, nó có được tới 800 RF per tick lận. Hơi bị khó hiểu một chút. Giờ mình sẽ làm cho nó một cái HVY connector. Bấm công thức. Làm 16 cái đi. Chúng ta kết nối vào trong cái này. Rồi em kia đâu? Em này nè. Mấy sợi dây á. Gắn dây từ đây qua đây. Xong. Điện sẽ được chuyển đi. Và nó sẽ đi vào bên cái chỗ void or miner là nhiều nhất. Còn mấy thằng này thì chắc ngắt đi. Không cho nó chạy nữa. Mình đang ở bên test world và chúng ta hãy coi. Đây là cái lunar array. Bên dưới là vibrant capacitor bank. Lunar panel controller. Đây là Bursa structure block tier 1. Bursa alabaster hay là hardened stone gì như nhau hết. Nó sẽ cần phải có 5x5 ở giữa lunar cell. Chính xác rồi. Và nó đang sản xuất được 800 RF per tick. Kỳ vậy? Sao thằng này lại là 800? Giờ chúng ta hãy coi thử coi capacitor bank thông thường coi. Không phải là vibrant thì sao? Nó đang chuyển điện xuống. Vẫn là 800. Vụ này vui nha. Trăng đang lên cao. Bên đó, hồi nãy mặt trăng nó gần xuống. Có thể vì đó là lý do. Nãy giờ thì trời cũng đã tối. Và chúng ta hãy kiểm tra xem 200 RF per tick. Tại sao nó lại như vậy? Hả? Điều gì đã xảy ra? Chỉ có một lý do duy nhất là do cái độ cao của mặt trăng thôi. Khi trăng từ dưới thấp lên cao từ từ. Thông thường mấy cái thằng solar á, nó sẽ có cái sự chênh lệch giữa cái số lượng điện sản xuất được. Nhưng mà mình thấy nó không thay đổi. Giờ trăng lên cao tới đỉnh đầu luôn rồi mà vẫn là 200. Thì mình nghĩ rằng cái lý do mà nó ảnh hưởng tới cái chất lượng sản xuất điện năng á, là do cái mặt trăng. Chúng ta coi đây là trăng khuyết nè. Còn cái trong cái phần video testware á, nó là trăng vuông.
nguyên cái mặt trăng vuông nhất à, thành ra nó sẽ sản xuất được nhiều điện năng hơn cái đêm đó, đêm rằm. Còn bây giờ chúng ta chỉ có 200 mAh. Thật là đáng buồn. Như vậy em không đáp ứng được nhu cầu sử dụng rồi nha. Chúng ta coi như là gắn nó lên chơi cho vui thôi. Nó cũng sẽ sản xuất điện vào ban đêm, nhưng không quá nhiều. Mình cần nó phải sản xuất thiệt là nhiều, chứ nhiều đây thì không đủ. Làm sao chúng ta cho chạy được hệ thống bên kia được. Rồi, giờ không muốn cũng phải làm rồi. Water strainer. Phải làm thêm water strainer. Ta sẽ đi lấy những thứ này. Rồi ta sẽ cần phải có item con đuôi. Còn con đuôi trong này không? Chúng ta coi thử coi. Còn item con đuôi ở trong kìa. Rồi giờ chúng ta sẽ có cái dimensional transceiver hôm bữa. Dimensional transceiver hôm bữa đâu rồi ta? Đây rồi. Ta sẽ lấy nó xuống luôn. Chúng ta sẽ qua chỗ căn cứ cũ. Và ta sẽ bắt đầu gắn những thứ này xuống. Ta cất mấy cục đất đó đi. Lấy cái này thôi. Bỏ vô trong này. Và lấy mấy cái hàng rào. Mấy cái awkward fence hả? Awkward fence đi. Ta đi qua bển. Mình sẽ biến chỗ đó thành chỗ water strainer hoạt động. Và cũng đừng quên là chúng ta sẽ phải đi lấy thêm nước đó. Ta có phần nước này. Mình vừa quay lại căn cứ cũ và đang lắp đất. Chúng ta sẽ lắp lại cái chỗ mà lần trước mình làm cái colossal chest á. Để chúng ta sẽ có được nguyên một cái nhà này để dành riêng cho water strainer mà thôi. Bắt đầu. Theo mình nhớ lần trước chúng ta đếm thì cái nhà này là một số chẵn. Hình như là 16 ô hay sao á. Và ta sẽ bắt đầu từ trong góc đi. Chắc bắt đầu từ trong góc đi. Chúng ta sẽ phải đập những cái này ra bỏ luôn. Không cần thiết nữa. Loại bỏ hết. Khi mà cái crafting table bạn mở lên, bạn chế tạo một vài lần rồi đó, bạn đập ra thì nó sẽ như vậy á. Nó bể nát ra luôn. Bên ngoài đó vẫn còn một cái bức tường. Thì bức tường đó sẽ bảo vệ khu vực này thôi. Có em nào đó đang tới hướng này phải không? Em đó muốn cái gì? Chơi kỳ vậy? Hả? Chơi kỳ thế? Không có đem theo đồ hồi máu nữa chứ, thiệt tình. Bắn chết creeper là được rồi. Ây da, cái con khủng long nó có cái lớp giáp. Bắn chết con creeper thôi. Ây da, rồi thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi, vô. Không chơi. Mình không có đem theo đồ hồi máu nữa ta, thiệt tình luôn. Thôi chúng ta quay lại công việc đi. Vậy là chúng ta sẽ bắt đầu từ đây đúng không? Chúng ta sẽ bắt đầu từ đây. Mình sẽ đặt cái thằng Dimensional Transceiver. Bỏ bên nhà nữa rồi. Thiệt là. Ta hãy cùng nhau lấy lại cái Dimensional Transceiver. Đi qua bên kia. Bây giờ bay qua bển thôi. Không có cần phải đi bộ đâu. Lên chỗ cao nhất. Đây. Nhảy. Bật cái glider ra và lướt. Nó rớt thẳng xuống đây. Tắt cái glider đi. Qua bên kia. Lên trên chỗ cao nhất. Nhảy lên. Lên trên. Cho tôi lên trên đó đi. Có một em đang đi ở phía trên đó. Và chúng ta sẽ bay lên trên luôn. Bắn hạ nó. Bắn hụt. Chết nhé. Có được cái gì? Đây là steel boot. Rồi xong. Từ đây mình sẽ đặt cái Dimensional Transceiver xuống. Chúng ta hãy đào trước đi. Ta sẽ có... Bình tĩnh. Chúng ta sẽ chắc là lắp lại trước. Ây da. Tại sao mấy em cứ phá hoại tôi hoài vậy hả? Chặt nhẹ cái. Bực mình nha. Chúng ta sẽ để cho nước chảy ở trên luôn hả ta? Rồi nước chảy ở dưới. Ở dưới thì là phải đào xuống dưới nữa. Phiền quá. Rồi giờ ví dụ như chúng ta bắt đầu từ đây. Chúng ta bắt đầu từ đây. Rồi chúng ta hãy lụm lại những thứ này. Cái màn hình nó lại một màu đỏ nữa rồi. Thiệt là khó chịu. Sử dụng cái này coi. Cho nó hết màu đỏ.
Đầu tiên chúng ta sẽ có item con đùi chạy dọc phía bên dưới trước đã. Rồi mới tới cái lượt Water Strainer. Nó sẽ có một cái ở đó, một cái ở đây. Chúng ta sẽ chia đều ra mà. Bao nhiêu cái rồi? Đó là Water Strainer rồi đúng không? Nó sẽ tới đây. Bang. 6 cái. 6 cái bên đó, 6 cái bên này. Chúng ta sẽ đào ở chỗ đó ra luôn. Hồi trước lắp lại xong giờ đào ra. Vì công việc bắt buộc phải làm như vậy. Rồi xong. Nó sẽ có ở ngay đây. Chúng ta nên đi theo hướng nào ta? Hướng này hả? Hướng này có tốn quá nhiều hay không? Giờ nếu chúng ta đi ngang qua đây, ngang qua đây thì cũng vậy. Cũng vậy à. Số lượng nó cũng không có khác biệt nhau nhiều cho lắm. Gắn vô đây, 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 đây và đây. Công việc làm Water Strainer của chúng ta đang tạm thời bị gián đoạn. Mình đã phải chạy về đây. Bởi vì tụi quái đang đào ngạch khoét dách tấn công vô ghê quá. Và mình để ý rằng đêm nay là cái đêm mà không sản xuất năng lượng từ đây. Chúng ta đập cái này ra một cái. Không có năng lượng luôn. Mặt trăng bị cái gì đó. Có lẽ mặt trăng nó bị che khuất mất tiêu rồi. Thành ra nó không sản xuất điện năng được. Chúng ta không có một chút nào luôn á. Thiệt là tình luôn á. Nó chơi như vậy thiệt là khó chịu. Cái thằng này thất bại quá. Làm nó cảm giác hối hận rồi đó. Và bây giờ mình sẽ làm một cái Potion of Night Vision. Để chúng ta nâng cấp lên một cái. Ta hãy xuống dưới này. Để lụm nước. Lên trển. Ta thấy là cái đêm Hardcore Darkness rất là khó chịu. Chúng ta cần phải có cái gì đó nhìn trong đêm. Vì thế mình sẽ làm Potion of Night Vision. Nó cần phải có Play Powder. Ta lấy Play Powder coi. Lấy một cái thôi cũng đủ rồi. Không có cần nhiều đâu. Và Gold Nugget chúng ta có 7 cái. Đây một cái. Đặt như thế này và để cái này vô. Golden Carrot. Bỏ cái này vô, chạy đi nhé. Chạy hơi chậm. Chạy chút xíu. Và cần phải cất bớt một vài thứ. Những thứ này đi vô trong này. Ở đây chúng ta có chứa nước hả? À không để ý. Rồi chúng ta sẽ cất Moss Stone vào trong đó. Xong chưa, xong chưa? Nhanh 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 nhanh. Để làm cái Night Vision coi. Nâng cấp cái Dark Helm Armor lên. Chúng ta sẽ có Night Vision à, 10 cấp độ, 14 cấp. Dừng sẵn. Rồi, sắp xong rồi, sắp xong rồi. Và cây súng. Cây súng này bắn vẫn rất là tốt. Nhưng mà tốn steel quá à. Cái đạn xuyên giáp này nó xài steel. Constantine thì dễ làm rồi. Nhưng mà steel hơi căng chút xíu. Ta sẽ tháo cái nón ra. Bỏ cái nón vào đây. Bỏ cái này vào đây. Và ok. Potion of Night Vision. Lụm lên, lụm lên. Night Vision bấm nút nào. Control. Night Vision. Dark Steel Armor. Night Vision bấm chữ B. Phải vậy chứ. Đó. Nhìn thấy liền. Và có Night Vision rồi nè. Sung sướng nha. Trời cũng đã sáng lên rồi. Nên không cần Night Vision đâu. Mình sẽ lấy Electrical Steel. Để chúng ta làm Conduit Prop. Và Redstone Conduit. Ủa Redstone Conduit có mà. Energy Conduit có mà. Đây, bấm công thức là xong. Sau đó chúng ta cần một cây Zeter Range. Cái này trong thời gian giữa hai tập mình đã làm. Bởi vì mình cần sử dụng. Chúng ta hãy bay qua bên kia nào. Cố gắng bay tới ngay điểm cao nhất được không? Không được. Không tới. Thấp quá. Tiếp tục. Nhảy lên trên này. Lên trên đây. Và lên đây. Bay qua bển. Chúng ta sẽ đáp lên cái nóc của căn cứ cũ. Rớt xuống. Giờ chỗ này thì mình đã gắn cái Dimensional Transceiver vô. Bên dưới đó đều có những cái item conduit. Ta hãy bấm Shift trái chuột. Để mình có thể chọn được. Và nó sẽ là Attract đúng không? Attract lẫn Insert luôn. Attract on way active. Và Insert cái gì? Thì từ từ chúng ta sẽ được biết. Bây giờ trên bản đồ đang có rất là nhiều mối nguy hiểm. Nên phải làm nhanh nhanh lên một chút. In and out, Attract on way active. Cái này cũng vậy.
in and out extract on way active. Chúng ta sẽ có 6 cái mỗi bên. Và cái này thì sao rồi? Cái này nữa, in and out on way active. In and out on way active. Ta phải chỉnh lại hết tất cả luôn đó các bạn. In and out on way active. Phải bấm đúng cái phần conduit bên đó. In and out. Mình chỉnh như thế này nó sẽ dễ hơn là chúng ta phải mò xuống bên dưới. Mò xuống bên dưới là nguy hiểm cho bản thân mình nữa. Tụi nó đào ngược lên á. Mình thấy là có mấy chấm đỏ ở phía bên ngoài rồi đó. Lát nữa biết đâu được tụi nó đào lên nó thấy mình trên này sao. Mấy cái này chúng ta chỉnh chưa? Chưa chỉnh nữa kìa, thấy không? Rồi giờ chúng ta có cái này thì quá nhanh, quá sung sướng. Sau đó ta sẽ cần phải quên nãy gắn mấy cái này vô luôn cho rồi. Có tiếng bước đi. Ở chỗ này thì nó sẽ là in and out luôn nè. Extract and đó luôn. Rồi ta sẽ cần phải cho nó có chỗ chuyển đồ ra. Thì extract cái gì? Chỉ extract những thứ này mà thôi. Vậy là mình sẽ cần phải có một cái item conduit. Chúng ta chỉ extract những cái miếng này. Những cái strainer. Đơn giản như vậy thôi. Không extract cái gì nhiều cả. Và bên này cũng vậy. Giờ phải chỉnh lại nữa. Nãy mở lên không chịu gắn luôn cho rồi. Đây. Mở lên chỉnh gắn luôn ngay từ đầu cho nó khỏe. Extract on way active. Công việc vất vả đã xong. Mình đã chỉnh lại đúng hết những cái strainer rồi. Thì hồi nãy mình làm mình phát hiện là mình chỉnh lộn. Có một số cái mình gắn qua cái chỗ extract nhưng không đúng. Nó sẽ phải nằm hết ở bên insert. Chúng ta insert là cho cái gì vô thôi. Và chúng ta sẽ cho những thứ đó vô. Còn em này đừng có bấm bậy nào. Em này thì bên dưới đó nó sẽ có là extract và insert luôn. Thì nó sẽ extract những thứ này. Còn đi vào đâu chúng ta quyết định từ bên này thôi. Như vậy là xong rồi đó. Giờ chỗ này sẽ phải làm gì nữa? Ấp đất lên. Đặt mấy cục đất lên. Cho nó cao lên thêm một chút. Rồi dập đuốc đi. Đừng có Hero Pride đấy nha. Nãy mình mới chiến đấu với Hero Pride đó. Và chúng ta sẽ kéo nó ra tới tận đây lận. Thì chỗ này đặt cái này xuống nó sẽ rớt xuống dưới. Vì vậy ta cần có Ork Fence đặt ở đó. Che nó lại. À, chỗ này thì sao? Chỗ này cái cục này. Hay là chúng ta đem nó lên luôn ta? Chắc phải đem lên quá à. Chứ đâu để dưới được đâu. Để dưới kỳ quá. Và làm sao lấy lại cái đập nó ra thôi. Phải lấy lại được. Giờ đem nó lên. Nó sẽ lên tới trên đây. Mình sẽ để cái cục này ở chỗ này đi. Chúng ta hãy đập cái này ra luôn. Và để cái cục này ở đây. Giờ ta sẽ cần phải có Yester Range. Ta sẽ chỉnh cho nó. Không, không cần cái đó. Chui xuống đây luôn cho rồi. Mệt ghê. In and out. Extract. On way active. Bỏ filter vô. Filter wireless nha. Chỉ cho phép những thứ đó đi ra thôi. Bước kế tiếp. Đổ nước. Giờ đổ nước vô trọng thì chúng ta đã biết được là phải đổ ở đâu rồi. Nó chỉ có một vài chỗ cần thiết thôi. Giờ đổ nước. Sao nó không chảy về bên kia? Bởi vì nó chảy về bên đây. Chúng ta sẽ gắn cái này vô đây. Cái này vô đây. Giờ cần phải múc nước lại. Chảy về hai bên. Múc lại. Nó sẽ cần phải có em này ở đây. 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 Mình không đặt được mấy cục đất nha. Bởi vì đặt xuống một cái là ngay lập tức nó rớt xuống liền à. Chúng ta cũng sẽ có cái đó ở đó. Sau này chúng ta sẽ mở rộng ra thêm mà. Cho nên mình phải có cái chỗ đó. Ở đây, ở đây, ở đây, ở đây. Chúng ta coi lại một cái. Đổ nước ra đây. Nước nó chảy ra đó. Không, chỗ bên này. Chỗ bên này. Không cần đổ nước nhiều. Đổ đúng chỗ thôi là tự động nó sẽ chạy được hết thôi à. Và nó từ đây nó chảy ngược về phía bên này. Thì nó còn thiếu ở chỗ này nè. Chúng ta múc lại nước ở đây.
nước ở đây là giữa cái nồi phải đặt ở đây mới đúng nè, và bên đây được chưa, hai bên giống nhau chưa, và water strainer calculator meter gì đâu. Mình bỏ ở nhà rồi thì chúng ta biết chắc chắn là nó sẽ hoạt động rồi đó. Giờ ta cần phải clamp chân lại một lần nữa, clamp chân và lót chân, kiểm tra. Wow, ngay chân border luôn, ghê thật, ngay trong cái góc đó luôn. Và trong này chưa thấy gì nha, nó sẽ là chuyển đồ đúng không, chuyển đồ và nhận đồ luôn. Chúng ta sẽ cho nó nhận đồ, mình sẽ viết chữ strainer đi, chúng ta sẽ cho nó nhận strainer thôi, receive strainer filter. Rồi xong, tháo cái filter bên dưới ra, in and out, extract, tháo filter đó ra. Quên mất là thằng này nó có filter, nó sẽ là receive filter. Ta sẽ cần có những thứ này ở trong này, vậy cho nó gọn, đỡ tốn cái filter, mình lấy cái filter làm chuyện khác. Bây giờ mấy em này chắc chắn là hoạt động rồi đó, nó sẽ hoạt động tốt luôn ở đằng khác. Giọt dìa, quay về nhà, và chúng ta sẽ chế tạo những, ta hãy bỏ những cái strainer này vào trước. Các bạn vẫn chưa thấy nó chạy đúng không? Giờ nó sẽ chạy nè. Ta hãy lấy những cái strainer đó ra chứ quên. Chưa xong. Ở bên này chưa chỉnh. Ở bên này thì chỗ này storage rồi nó sẽ là strainer send. Và bỏ cái storage đi. Không cần cái này, chúng ta bỏ nó đi. Bấm lộn. Chỗ này bấm lộn. Tự nhiên quán quá thì send filter. Ta sẽ cần chuyển những thứ này đi. Những thứ này là những thứ cần thiết phải chuyển đi. Và ta sẽ làm strainer. Công thức của nó đây. Chúng ta làm một đống. Mở cái này lên, bỏ vô. Và ta sẽ làm qua công thức bên đây. Strainer này. Ta sẽ làm một đống. Bỏ nó vô. Rồi tiếp tục, ta sẽ làm công thức strainer này nữa, làm một đống và bỏ nó vô. Giờ hãy kiểm tra thử coi mấy em kia sao rồi. Strainer số lượng không đồng đều với nhau. Giờ bên này coi như là xong rồi đó, nó sẽ chuyển strainer đi và nó sẽ nhận thêm cả strainer đi về đây nữa. Mình để chuyển không cần, cái này không cần. Cái này không cần. Chúng ta hãy chạy qua bển thiệt nhanh coi. Và khi mình hạ Hero Prime, nó rớt ra một cái Mithril Boot. Có quá chừng thứ luôn, cả Unbreaking Feather, Fallen, Scrapping gì này nọ. Hỏi sao con Hero Prime đó hay là mấy cái con Raider khác nó không mạnh. Và nó đã hoạt động rồi kìa. Nó đã có những cái Strainer rồi đó. Xong. Vậy là nó sẽ được tự động hóa 100% luôn. Mình chỉ việc làm thêm strainer bỏ vào trong Colossal Chest là nó sẽ chuyển về phía bên này thôi. Chúng ta chỉ cần để ý là storage nó chuyển về, nó chuyển đi á, là về cái Colossal Chest và nó nhận cái strainer. Nó là từng cái channel, từng cái kênh phân phối khác nhau. Giờ chúng ta hãy coi lại ở bên cái Dimensional Transceiver bên này. Nó đang chứa rất là nhiều strainer. Và nó sẽ chuyển strainer nhận storage. Ok. Đó, bắt đầu nhận về. Tuyệt vời. Như vậy ta sẽ bắt đầu làm thêm một đống cái strainer. Làm và bỏ vào trong này. Cứ làm thêm strainer rồi bỏ vào trong đó. Đây nữa. Một đống cái luôn. Mình sẽ tích lũy vô strainer chổng. Và ta sẽ để cho nó treo mãi, trong thời gian giữa hai tập, ngồi treo mãi, chắc chắn rồi. Chúng ta có cái bao nhiêu cái vậy? Nó không có đồng đều ha. Để mình coi mình làm cho nó đồng đều về số lượng. Thì nó sẽ chứa ở đây, xong nó chuyển ở bên kia. Tuyệt vời. Còn gì hơn là cái hệ thống nó tự động đến như vậy nữa. Công việc treo mãi sẽ đỡ hơn một chút nữa. Và hy vọng rằng trong tập kế tiếp chúng ta sẽ có thật là nhiều tài nguyên. Bây giờ mình sẽ tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye.